Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì sáng nay bà con đi rừng có về được một số loại lan đó, và tất cả loại lan này đều là lan của rừng con tum nha mọi người đó. Thì em sẽ giới thiệu lần lượt từng loại và cùng báo giá cho mọi người luôn nha. Đầu tiên là em có kiều vuông này là loại kiều vuông thân lùn lùn, mập nụp rất là đẹp luôn. Tiếp theo là lan kiều mở gà, hàng xanh mướt. Tiếp theo nữa là cẩm báo thì cũng xanh rói rói luôn, đang hoa. Và cuối cùng là em có một cái dê Mỹ Dung dạ hương rất lớn. Rồi thì đầu tiên là em xin giới thiệu với mọi người trước là lan cẩm báo. Lan cẩm báo thì hôm nay em có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phân thôi đó. Và mỗi phân thì nó được hai bó như vậy, thì nó tầm cỡ 5 tới 5 cây nha mọi người. Đó thì có cây to, có cây nhỏ. Cẩm báo của con tum đây đó, hàng mới về trong ngày luôn nên rất là xanh, xanh rì nha mọi người. Và mọi người xem hoa của cẩm báo này, rất là đẹp đúng không, rất là sặc sỡ luôn. Đây là một loại giống lan đơn thân rễ gió, cách trồng cái tân sóc cũng rất dễ, mà đặc biệt là chúng ta vừa chơi được hoa đẹp này, lại vừa chơi được cái cây. Bởi vì cái mùa chúng ta chăm sóc cẩm báo á, cái mùa chưa ra hoa thì cái lá này nó phát triển ra rất là to, rất đẹp. Trồng trong vườn thì nó làm tươi xanh thêm cái vườn của chúng ta. Đây thì các phần như vậy, nói chung phần nào cũng tương tự như nhau hết mọi người, thì em chia đều ra hết rồi. Cẩm báo là loại hoa rất đẹp đó. Hàng hôm nay thì rất là tươi luôn, nên mọi người bỏ lỡ dịp này thì nó cũng hơi phí. Đó. Một phần tầm cỡ 5 cây nhé mọi người đó. Rất là đẹp luôn. Rồi và giá của mỗi phần là 250.000, 250.000 cho một phần cẩm báo nha mọi người, tầm cỡ 5 cây đó. Cẩm báo thì đang mùa hoa, hoa rất là đẹp luôn. Nhìn sơ qua thì mọi người nhìn thấy hoa thì chắc chắn sẽ rất là thích đúng không? Tiếp theo là em có một dề Mỹ Dung dạ hương. Mỹ Dung dạ hương đây là một dề Mỹ Dung dạ hương lá xếp. Lá xếp rất là dài đẹp, và đây là một dề nha mọi người. Nên nhớ là một dề. Đó. Thì nó có cả mấy mầm con nè. Mẹ. Đây. Ở trên ngọn thì nó đã mọc ra thêm hai cái cây con rồi. Lá xếp rất là đẹp. Và cái dề Mỹ Dung dạ hương này giá là 300.000 nha mọi người. 300.000 cho dề Mỹ Dung dạ hương lá xếp rất đẹp này. Nguyên một dề thôi mà nó có tới 5-6 mâm lận. Rồi, Mỹ Dung dạ hương hoa cũng rất là đẹp, và đặc biệt là cái hương thơm vào ban đêm của hoa thì lúc nào nó đậm hơn, thơm hơn rất nhiều so với ban ngày. Đó. Bởi vậy nó mới tên là Mỹ Dung dạ hương nha mọi người. Mọi người chưa biết mặt hoa của Mỹ Dung dạ hương thì có thể lên Google để chúng ta tìm hiểu thêm. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người là em có 4 phần kiều mở gà. Thì đồng giá là 400.000 một phần nha mọi người, 400.000 một phần. Cây to khỏe, lá xanh mướt luôn. Hàng mới bóc rừng về. Đó. Vẫn còn những cái lớp rong rêu. Để bộ rễ đang còn ẩm ẩm luôn. Đây một phần thì được nhiều nè. Về mọi người có thể trồng vào một giò lớn hoặc là hai giò bình thường cũng được nha. Cây rất là to, rất là khỏe luôn. Đó. Đây. Phần và có 3 phần rời kia và một phần đặc biệt. Phần này thì giá cũng 400.000 luôn. Nó tuy nó ít hơn nhưng mà nó lại về là về một dề nguyên bản nha mọi người. Đó, một dề nguyên bản rất đẹp. Rồi. Đồng giá 400.000 một phần nha. Tiếp theo là em có kiều vuông. Kiều vuông thì em có 1, 2, 3, 4, 5 5 phần rời nha mọi người. Cái loại kiều vuông này là cả loại kiều vuông lùn, thân mập rất là đẹp luôn. Hàng đắt côi, bà con mới đi rừng về. Đó, nhìn cái lá thân, thân nào thân nấy úp nút nhìn rất là đã mắt, rất là sướng luôn. Đó, mua hàng này về chăm thì mọi người chăm hàng ngày ngắm lan thì quên đi mệt mỏi nha. Đó, hàng rất là đẹp. Đó, em quay từng phần cho mọi người xem luôn. Thì nó chỉ có 5 phần thôi. Đó, nên mọi người ai mua nhanh thì được nha. Đó. Đây, hàng cực đẹp luôn, phải nói cực phẩm. Và giá của mỗi phần rồi đây là giá là 300.000 nha mọi người. 300.000 cho một phần kiều vuông. Và đây em có hai dề nguyên bản, thì dề nguyên bản nhỏ đây. Đó, nguyên bản nhỏ thì giá là 200.000 nha. Thì nó được 1 2 3 3 mầm là đang có lá, đang tơ đang có lá nè. Về mọi người chỉ cần treo lên thôi là được.
200 ngàn. Và một cái dê kiều vuông loại VIP. Dê VIP này thì em đếm rồi thì nó có tới 10 cái thân đang có lá luôn. Và cái hàng khủng này thì rất là hiếm khi có luôn. Đây, mọi người muốn sưu tầm hàng khủng thì mua cái dê này nha. Nó có cả cái cây cẩm cù nó bám lên nè. Thì mọi người về chúng ta vừa chơi được kiều vuông vừa chơi được cẩm cù luôn. Bám vào cây rất khỏe, rất là nặng mọi người. Đó, hàng này thì gửi đi xa thì mọi người xác định nó hơi cao cước hơn cái loại thường tí nha. Đó, bởi vì sẽ đóng gói với cái thùng nó cũng hơi to tí. Đó, và cái dê VIP này thì có giá là 700 ngàn nha mọi người. 700 ngàn cho cái dê kiều vuông này. Đó, nè mọi người, không có gãy dập gì đâu nha. Hàng VIP cực kỳ đẹp luôn, xanh mướt. Rất là to luôn mọi người. Đây mọi người nhìn xem cái tay của em. Để em cầm lên nè. Đó, khủng lắm. Này thì treo về làm cái gọi là cái trứng vườn. Là một cái dê để gọi trấn giữ cái khu vườn lan cũng như mình. 700 ngàn thôi mọi người, cũng không cao lắm đâu. Hàng VIP này thì lâu lâu mới có thôi. Để em chỉnh lại tí nha. Đấy, để sao mà nó giờ nó nghiêng nghiêng lắm rồi. 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 700 ngàn cho dê kiều vuông VIP đó nha. Rồi mọi người có nhu cầu mua lại lan nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Thì giá thì em báo đầy đủ rồi. Thì giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu nhé mọi người. Rồi em báo giá lại lần nữa. Đó là cẩm báo cứ 1 phần 2 bó vậy nè. Tầm 5 cây thì có giá là 250 ngàn. Thì em có 6 phần thôi. Tiếp theo là mỹ dung dạ hương. Lá xếp rất là đẹp, rất khỏe. Đây thì giá 300 ngàn cho giờ nè. Tiếp theo nữa là kiều mở ga thì em có 4 phần thì có 3 phần rồi đây, mỗi phần 400 ngàn và một dê nguyên bản đây, giá cũng 400 ngàn luôn. Rồi tiếp theo nữa là kiều vuông thì em có 1, 2, 3, 4, 5 phần rồi, mỗi phần rồi giá 300 ngàn. Đó, kiều vuông này, kiều vuông thân ngắn, mập đẹp, rất là đẹp luôn, 300 ngàn phần. Kiều vuông nguyên bản nhỏ thì giá 200 ngàn nha mọi người. Và một cái dê kiều vuông nguyên bản có kiều VIP này thì giá là 700 ngàn. Rồi mọi người có nhu cầu mua loại lan nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Đó thì ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn nhanh. Mọi người lưu ý thì khách mua lần đầu á, mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Khách quen thì mua thoải mái. Rồi xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo ạ.